Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Quý vị thân mến, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù. Còn ở khu vực Nam Bộ, sang tuần thì thời tiết vẫn nắng nhiều và nóng. Dự báo ngày mai, nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và toàn miền trong khoảng là từ 30 cho tới 33 độ. Nắng mạnh cùng với gió đông bắc khô liên tục thổi khiến độ ẩm trong không khí giảm thấp. Trưa và chiều mai, độ ẩm nhiều nơi bên miền Đông xuống dưới 50%. Còn ở khu vực Tây Nguyên, nền nhiệt dịu hơn, dao động trong khoảng là từ 28 cho tới 30 độ. Trong thời tiết này, rất dễ xảy ra các hiện tượng cháy nổ. Nếu bất cẩn trong việc sử dụng lửa, điện gây cháy nổ, đám cháy sẽ lan nhanh và khó khống chế. Hơn nữa thì hiện nay, hàng hóa đang được tích trữ nhiều để phục vụ Tết Nguyên đán. Quý vị nên thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nên để vật dụng dễ cháy cách xa thiết bị điện tối thiểu là 50 cm. Ở khu vực miền Trung, dự báo ngày mai từ Phan Thiết trở ra Hà Tĩnh trời nắng ráo, còn các thành phố Vinh, Thanh Hóa đêm và sáng sẽ có lúc mưa nhỏ, nhiệt độ toàn miền trong khoảng là từ 22 cho tới 30 độ. Trở ra miền Bắc, trong đêm nay và sáng sớm mai, dự báo mưa nhỏ, mưa phùn lẫn sương mù vẫn xuất hiện ở nhiều tỉnh thành phía đông, dãy Hoàng Liên Sơn. Đến trưa và chiều mai trời mới tạnh mưa, bầu không khí thì cũng ấm dần nhanh, nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố sẽ tăng lên trong khoảng là từ 20 cho tới 24 độ. Bên phía Tây như là khu vực Điện Biên Phủ và Sơn La, trời nắng chạm ngưỡng là 22 cho tới 26 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, dự báo ngày mai, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và huyện đảo Trường Sa tiếp tục sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Còn quanh huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc cấp 6, riêng phía đông có lúc cấp 7, giật cấp 8. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.